quay trở lại phần tin Việt Nam cho biết nghi vấn tin tặc liên hệ với nhà nước Việt Nam tấn công các hãng xe nước ngoài. Các tin tặc có liên hệ với chính phủ Việt Nam đang nhắm tấn công các công ty xe hơi nước ngoài nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển sản xuất xe hơi trong nước. Đó là theo lời của FireEye, một nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng có trụ sở ở Bắc California, Hoa Kỳ đã cho biết. Hãng tin Bloomberg trích nguồn tin của FireEye cho biết các cuộc tấn công đã tăng tốc vào đầu tháng 2. Nick Carr, nhân viên quản lý cao cấp của FireEye cho biết các vụ tấn công mạng nhắm vào các công ty sản xuất xe hơi ở Đông Nam Á và khu vực rộng lớn hơn xung quanh Việt Nam. Bắt đầu từ tháng 2, FireEye ghi nhận sự gia tăng trong các cuộc tấn công và nhận ra rằng nhiều hoạt động nhắm vào ngành công nghiệp xe hơi. Việt Nam hiện vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg. Thưa quý vị, blogger Trương Duy Nhất đang bị giam tại Hà Nội ông Trương Duy Nhất, người viết blog cho Đài Á Châu Tự Do, mất tích tại Bangkok, Thái Lan vào cuối tháng Giêng vừa qua với nghi ngờ bị bị mật vụ Việt Nam sang bắt cóc, hiện đang bị giam giữ ở Hà Nội. Con gái của ông Nhất, cô Trương Thục Đoan từ Canada vào hôm 20 tháng 3 đã tiết lộ phía Việt Nam đã thông báo cho mẹ cô rằng ông Nhất bị bắt vào ngày 28 tháng Giêng và bị đưa vào trại T-16 ở Thanh Oai, Hà Nội. Các nhà hoạt động cho nhân quyền nghi rằng lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ ông Trương Duy Nhất tại ngoại ô Bangkok và rồi giao cho phía Việt Nam vào ngày 26 tháng Giêng, sau khi ông này chạy sang Thái Lan để tìm quy chế tị nạn. Phía Cambodia nói có chỉ thị tiến hành điều tra vụ việc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoan nghênh biện pháp điều tra từ phía chính phủ Thái Lan, đồng thời cho biết theo dõi sát vụ này. Ân xá quốc tế kêu gọi khẩn cứu tù nhân chính trị Huỳnh Trương Ca. Tù nhân lương tâm Huỳnh Trương Ca đang phải tiếp tục chịu đựng các chứng bệnh hành hạ trong nhà giam mới. Tổ chức này vào ngày 19 tháng 3 lên tiếng kêu gọi có hành động khẩn cấp để giúp cho tù chính trị Huỳnh Trương Ca và đồng thời viết thư gửi đến Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc trình bày về tình cảm của ông Huỳnh Trương Ca. Theo đó, thì bản thân ông Huỳnh Trương Ca đang mắc các chứng bệnh tiểu đường, phổi, cao huyết áp. Vào ngày 7 tháng 3 vừa qua, ông bị chuyển từ trại giam ở Đồng Tháp đến trại Xuân Lộc, cách nhà ông 250 km. Ông Huỳnh Trương Ca bị bắt vào ngày 4 tháng 9 năm ngoái khi đang trên đường đến thành phố Sài Gòn để tham gia cuộc biểu tình ôn hòa. Ông bị đưa ra tòa vào ngày 28 tháng 12 và bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Thưa quý vị Việt Nam phản đối tàu Trung Quốc xịt vòi rồng, ép tàu Việt Nam va vào đá ngầm. Thông cáo phát đi vào ngày 21 tháng 3, cục lãnh sự bộ ngoại giao Cộng sản Việt Nam nói, hành động trên của tàu Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa tính mạng, gây thiệt hại về tài sản và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam và đề nghị đại sứ quán Trung Quốc thông báo cho bộ ngoại giao Trung Quốc, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Trước đó vào lúc 9 giờ sáng 6 tháng 3, một tàu cá Việt Nam cùng 5 ngư dân đang neo đậu tại khu vực đảo Đá Lồi, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì tàu hải cảnh Trung Quốc chạy đến dùng vòi rồng phun lên tàu cá để xua đuổi nên đã đâm vào rạn đá ngầm và chìm. Các ngư dân đã được chiếc tàu khác của Việt Nam cứu vớt vào khoảng 13 giờ cùng ngày. Bản tin đời sống nối tiếp cho biết siêu trăng cuối cùng của 2019 đã xuất hiện ở Lisbon. Trăng tròn và sáng rõ đã hiện ra vào tối thứ Tư ngày 20 tháng 3 trên bầu trời thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, đánh dấu hiện tượng siêu trăng thứ ba và cuối cùng của năm 2019. Nếu trời trong mây nhìn rõ, trăng tròn sẽ xuất hiện lớn hơn, tới 14% và sáng hơn 30% so với thông thường khi nó được gọi là siêu trăng. Theo đó thì khoảng cách của mặt trăng với trái đất thay đổi vì nó nằm trong quỹ đạo hình quả trứng, không phải hình tròn, quay quanh hành tinh. Hiện tượng siêu trăng xảy ra khi thời gian của mặt trăng tròn trùng với điểm trên quỹ đạo 28 ngày của mặt trăng gần trái đất nhất. Các siêu trăng tiếp theo sẽ không có cho đến mùa xuân năm 2020. Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, 90% tiền thưởng của ca khúc Seven Rings của nữ ca sĩ Ariana Grande sẽ thuộc về Rogers and Hammerstein. Báo New York Times đưa tin, mặc dù ca khúc Thank You Next của Ariana Grande và ca khúc Seven Rings có 10 tín dụng sáng tác, nhưng 90% tiền bản quyền sáng tác sẽ thuộc về các tài sản của Richard Rogers và Oscar Hammerstein. Vì phần dạo đầu của ca khúc thuộc về bài hát The Sound of Music được viết bởi bộ đôi này vào năm 1959, Rogers và Hammerstein lần lượt qua đời vào những năm 1979 và 1960. Theo thờ tờ báo New York, công ty của Ina Grande và các đại diện đã mang ca khúc Seven Wings của họ đến với công ty âm nhạc Concord từng thuộc về Rodgers và Hammerstein. Công ty Concord đã nhận được 90% yêu cầu của họ cho giấy phép mà không cần đàm phán thêm. Thưa quý vị, vào năm 2006 thì Quan Stefani đã lấy một ca khúc đó là Lonely Gotter của bộ phim The Sound of Music cho ca khúc của cô Winner Up và Rogers và Hammersen cũng đã nhận được 50% tiền bản quyền từ ca khúc này của Juan Stefani. Thưa quý vị, bản tin giải trí đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Xin sì kính chào.